Giết em. Anh ơi. Ơi. Trời ơi, ai đồ. Vãi. Em xem kênh YouTube của anh á. Anh em đập chảo với em đi. Trời ơi. Không ngờ. Phải cấp trưởng. Đập chảo với em đi. Không tin luôn. Đúng rồi, đồng đội em chết rồi. Em xem kênh YouTube của anh quá trời luôn. Để cũng lâu rồi. Thôi, em đập đây. Gì vậy? Gì vậy?